Ở trong lúc mà chờ một vài khâu công tác chuẩn bị, tôi sẽ giao lưu với các bạn. Trận đấu sắp sửa trên màn này của các bạn đây sẽ là trận đấu giữa hai tay cờ Nguyễn Đình Mạnh cùng với đó là Nguyễn Khánh Hoàng. Nguyễn Khánh Hoàng đến từ Vũng Tàu, Nguyễn Đình Mạnh thì đến từ Hà Nội. Trận đấu của Hoàng Thái Duy cùng với Đỗ Hoàng Quân sẽ được phát sóng trên nền tảng YouTube của Lão Mõ. Các bạn vào YouTube của Lão Mõ và bấm phần sự kiện phát trực tiếp để theo dõi trận đấu của Hoàng Thái Duy và Đỗ Hoàng Quân. Và cái trận đấu sắp sửa diễn ra trên màn ảnh đây cũng được phát sóng trên Facebook cùng với đó là YouTube nữa. Như vậy là trên YouTube sẽ có hai trận đấu. Trên Facebook chỉ có một trận đấu mà thôi. Còn một trận thi đấu thứ ba nữa là trận thi đấu của An Nhiệt với Quang Mẫn. Bùi Quang Mẫn. Rồi, như vậy là trận đấu chúng ta đã chính thức bắt đầu với phần sổ băng giành quyền phá của cả hai cơ thủ. Bên tay trái các bạn là Nguyễn Khánh Hoàng và bên tay phải của các bạn sẽ là Nguyễn Đình Mạnh. Trận thi đấu của An Nhiệt đang được phát sóng ở trên kênh TikTok của Lão Mõ. Nào và chúng ta cùng đến với cú phá bi đầu tiên đến từ Nguyễn Khánh Hoàng. Vâng, cú phá bi đã ăn được một con bi ở lỗ góc, bi số 1 chìm nghỉm xuống băng ngắn phía xa kia. Con này thì chạy đạn thôi. Một hình bi khá là không thuận lợi. Thứ nhất là 3 ra 4, rồi còn 4 ra 5 nữa. Có lẽ sẽ đây sẽ một cái ván bàn mà
Không hay mà tẹo nào đến từ anh Hoàng. Rồi, một cú bắt đùi tốt đến từ Nguyễn Đình Mạnh. Rồi, quyết định nhảy bì là một quyết định dễ hiểu trong cái tình huống như thế này. Cú nhảy bi này thì anh Hoàng nên là ăn luôn con bi số 1 để sau đó tính tiếp con bi số 2. Ra đường thuận lợi thì sẽ là ăn bi số 2 mà thôi. Hay. Hơi đen. Thật ra là cái kết quả đấy thì có lẽ là các bạn cũng đã lường trước được rồi. Và một cơ hội không thể tốt hơn để Nguyễn Đình Mạnh đi hết cái ván bài này, mở tỷ số cho chính bản thân mình. Vâng ạ, điều con bi số 3 này tôi cảm thấy là hơi thiếu má. Vừa rồi góc của con bi chủ nó đi hơi hẹp so với cái đường đẹp nhất. Nếu nó mở rộng góc ra thì sẽ được cái má con bi số 3 nó thuận lợi hơn, nó không bị mỏng như thế này. Tình huống điều bi tôi thấy hơi lung tung đến từ Nguyễn Đình Mạnh. Bi số 5 này mà còn đường thì có lẽ sẽ là đôn con bi số 4 lên một tí chút. Nhưng mà hãy cẩn thận cái lỗ giữa bên kia. Tốt rồi. Con này đẩy bi chủ lên là dễ va chín rồi. Không thuận lợi bi số 6 nha. Một va chạm hoàn toàn là ổn dành cho Nguyễn Đình Mạnh. Cái gì đây? Tất nhiên là cái hình bi này thì Nguyễn Đình Mạnh vẫn có thể đi hết được thôi, nhưng mà nhìn nó bị rất là khổ, rất là nặng nhọc. Phát rồi tiếng này. À có cái xe này mời ra gặp tôi, không phải. Di chuyển ra chỗ khác rồi cháu. Rồi, vậy là 1-0 rồi cho Nguyễn Đình Mạnh. Đấu giữa anh Đặng Thành Kiên và anh Phạm Phương Nam thì anh Đặng Thành Kiên đã giành chiến thắng rồi. Rồi, chắc chắn đây là một cú phá bi tốt. Quá hay. Cơ thủ nhà này có xe ô tô mang biển số 25A01870, xin mời về bàn ban tổ chức. Ban tổ chức xin thông báo, cơ thủ nhà có xe ô tô mang biển số 25A01870.
hơi thiếu lực. Nếu mà lực đi mạnh hơn thì sẽ là một cú đứng bi thôi để ra được con bi số 4. Nhưng mà vẫn là rất tốt. Cú phá bi rồi của Đình Mạnh là cực hay. Mở toang cái hình bi ra. Viên bi chủ ăn được con bi số 1, viên bi chủ nhìn được con bi số 2 ở cửa lỗ giữa. Em bảo rồi. Nào, hai con bi thì tỷ số là 2-0 dành cho Nguyễn Đình Mạnh. Rất tốt. Các bạn biết vì sao Mạnh Tay phải lắc đầu không? Bởi vì con bi số 9 vừa rồi anh ấy đánh không, không chưa thực sự ở giữa lỗ. Con bi số 9 vừa rồi anh ấy vào hơi mỏng. Nó bị ăn vào mép bên phải theo góc nhìn của chúng ta là ở trên cái lỗ. Mạnh Tay giờ đang được tính là hạng B các bạn ạ. Nhưng mà giải đấu này thì AB nó đâu có quan trọng gì đâu, ở cái khâu đóng lệ phí thì nó mới quan trọng thôi. Về lịch thi đấu của anh Hoàng thì các bạn có thể của anh Hoàng sao các bạn có thể cập nhật trên digitalpool.com hoặc các bạn có thể inbox vào fanpage của Lão Mõ để nhận được cái tin nhắn trả lời tự động. Chúng tôi sẽ gửi link cho các bạn ngay lập tức. Nếu như các bạn muốn biết được kết quả của các trận đấu trong toàn bộ giải đấu này hay là trận đấu nào đánh vào giờ nào thì các bạn lên inbox vào fanpage Facebook của Lão Mõ. Chúng tôi sẽ có hộp thư trả lời tự động và gửi cho các bạn link của giải đấu. Lại một cú phá tốt nữa từ Nguyễn Đình Mạnh. Hay. Nhưng mà cò tay ở con bi số 5 mất rồi. Lúc trước khi mà Nguyễn Đình Mạnh phá xong thì chưa con bi 5 nó chưa chạy tới. Nhưng mà vừa lấy gậy ra và quay ra lại nhìn hình bi thì đã bị hơi cò tay một tí chút rồi. Không sao. Con này đánh được xong thì là mở toang ra cái hình bi này luôn. Quá hay. Rất tốt đến từ Nguyễn Đình Mạnh. Rồi một cái dáng đứng bọ cạp rất là đẹp đến từ Mạnh Tay. Anh Hoàng Phong và Tuấn Lê Hà Tĩnh thì không phát trực tiếp các bạn ạ. Ba trận đấu đang được phát song song với nhau và các bạn có thể xem được trực tiếp đó trận đấu này. Trận đấu giữa Hoàng Thái Duy và Đỗ Hoàng Quân. Và trận đấu còn lại là An Nhiệt cùng với đó là Bùi Quang Mẫn. Nào, một cú đánh hai băng về con bi số 8 vào lỗ góc phía xa bên tay trái mặt này của các bạn. Con 7 vừa rồi cũng hơi hú hồn đấy à. Không biết là với chiều cao của Mạnh Tay thì con này có hơi với không? Rồi, như vậy là hơi với một tí chút thôi nhưng mà vẫn là nằm trong tầm kiểm soát. Vâng, điều ra 9, thế này là đẹp lắm rồi. 3-0. Không nói nhiều. Hay. Lại thêm một chấm round nào nữa. Như vậy là hai chấm thông rồi đấy các bạn ạ. Quá nhanh.
Rồi bạn khán giả trên YouTube có yêu cầu phát trận Giang Kaizen với Tuyên Con đi thì không các bạn ạ. Ba trận đấu mà chúng tôi đang gửi đến cho các bạn thì đều được sắp xếp trước rồi. Đều những trận đấu của những cái tay cơ mà cực kỳ quen thuộc của chúng ta. Và các bạn nếu như các bạn quan tâm đến bất kỳ trận đấu nào thì hoàn toàn có thể đến đây và xem trực tiếp. Như vậy là hai chấm thông đấy các bạn ạ. Kỷ lục ở đây đang là 5 chấm thông dành cho Kiên Xếu. An Nhiệt đang phát trực tiếp ở trên TikTok của Lão Mõ. Chẳng qua là đây trận đấu này có lẽ là cơ thủ mạnh tay sẽ hơi lạ một tí với chúng ta thôi. Nguyễn Khánh Hà Hoàng thì sẽ quen thuộc hơn bởi vì là một cái tay cơ rất là lâu năm của đội tuyển Vũng Tàu. Đấy. Đá như này đỡ hộ cái. Rồi, tôi cảm nhận là bi số 2 còn riêng đường vào lỗ góc bên tay phải gần bàn này. Nhưng mà kéo ra con 3. Vâng, mạnh tay cũng đang xem một cái đường nào đấy có thể đi đi qua được không. Vâng, cái hình bi này, con bi số 2 này là có đường riêng nha. Và nó cũng sẽ là một cái con bi chìa khóa của cái ván đấu này. Vâng, sẽ phải tính toán rất kỹ. Sau cái lượt cơ sau cú phá thì mỗi cơ thủ sẽ có 60 giây. Và vì thế là chưa việc gì phải vội cả. Cộng thêm mỗi quyền gọi thêm giờ nữa sẽ tổng 90 giây cơ mà. Con này ngâm là xứng đáng. Từ từ anh em. Làm sao mà có thể nói mạnh tay phá ổn định như Cô Pinh Trung được. Phải từ từ đã. Nếu mà mạnh tay đi được thêm khoảng phá tầm khoảng 5 ván nữa chẳng hạn. Đó thì có thể là sự ổn định là có. Và một con bi khá khó và lần đầu tiên thì Nguyễn Khánh Hoàng vào sân sau hai chấm thông của Nguyễn Đình Mạnh. Con bi số 2 này hoàn toàn có thể ăn ngược vào lỗ giữa kia được. Đây, chúng ta cùng xem bi cái chạy để xem nào. Vâng, 3 băng. Không các bạn ạ, những cái giải đấu mà xếp hạng bây giờ thì nói thực sự với các bạn là nó không còn hấp dẫn như ngày trước nữa. Ngày xưa hồi những cái giải đấu như kiểu KF 2020 chẳng hạn thì hồi đó chúng ta vẫn còn quen những cái giải đấu xếp hạng, xếp ván. Nhưng bây giờ thì tôi cảm nhận là cái việc đấy nó đã bắt đầu không còn hay nữa rồi. Và những cái giải đấu chấp lệ phí như thế này hoặc là đánh đồng thì nó sẽ hay hơn rất nhiều. Một cái đầu gậy rất hay đến từ anh Nguyễn Khánh Hoàng. Rồi, một cú nhấn. Xong và quá đẹp. 1-3. Để cho Nguyễn Khánh Hoàng thôi. Rồi, 1-3. Điểm số đầu tiên cho tay cờ đến từ Vũng Tàu.
Ván thi đấu thứ 5 với cú Fabi của Nguyễn Khánh Hoàng. Rồi, vậy là một cú phá ăn được con bi 6 vào lỗ góc cơ. Chứ không phải là lỗ giữa ra thường thấy, nhưng mà lại tiếp tục là lụt con bi số 1 vào đáy băng ngắn phía xa kia. Đúng rồi, hai cơ thủ này sử dụng hai cây gậy giống nhau. Không biết là ngọn có giống nhau hay không thôi, còn cái chuôi thì là giống rồi. Chuẩn rồi, loanh quanh vào tứ kết chỉ còn chuyên nghiệp với A. Những tay cơ được gọi là kiểu hạng dưới. Vừa rồi thì tôi chưa thấy Nguyễn Khánh Hoàng hô lên an toàn đâu. Chắc là tôi đã bỏ lỡ cái khoảnh khắc đấy rồi. Như vậy là một cú đẩy an toàn đến từ Nguyễn Khánh Hoàng. Lúc trước thì một bạn khán giả nói rằng là loanh quanh chuyên nghiệp với A sẽ vào tứ kết thì đúng rồi. Còn những ai mà ở gọi là cửa dưới và đánh hay, có phong độ tốt trong giải đấu này thì cũng sẽ vào sâu được. Nói chung là chúng ta phải có màn thể hiện tốt cơ. Cái giải đánh đồng này nó rất là khắc nghiệt. Mà cùng với đó thì cũng đi kèm những cái bất ngờ lớn, ví dụ như là Lường Đức Thiện hay là Tạ Văn Linh thì cũng đã chia tay giải đấu. Rồi, quyết định nhường lại. Chưa thực sự là quá hay. Ồ, cảm ơn bạn Phan Quốc Thể đã tặng cho tôi 10 sao. Một cú thủ bi chưa thực sự là hay nhất của Nguyễn Khánh Hoàng. Vâng, bây giờ thì có quá nhiều phương án cho Mạnh Tè. Rồi, như vậy Mạnh Tè quyết định là chạy đạn một băng sau đầu bầy. Nhưng mà con này thật ra cũng không hay lắm. Cái ông Mạnh Te này vẫn đang xem ấy à? Cảm ơn bạn Neo bám. Chào Mạnh Te Bilat. Ông Mạnh Te này vẫn còn đang ngồi đây để comment. Ừ thật. Rồi. Vâng, vẫn là có đường cho con bi số 2. Vẫn là có đường cho con bi số 2. Và khán giả bảo là đánh đồng như này đúng ra chỉ nên có hai Ray 4, đánh hai game Ray 4. Thì mình cũng nói thật với bạn là thật ra bản chất của một giải đấu nó đã là hai mạng rồi. Bản chất của một giải đấu lớn kiểu này nó đã là hai mạng rồi. Rồi lại tiếp tục ở trong một trận đấu lại có hai mạng nữa thì mình thấy nó hơi bị trùng lặp. Nó không có cái sự kiểu khác biệt ra một chút đó. Tất nhiên là đồng ý với quan điểm của bạn. Mình cũng thấy có phần đúng. Đó là đánh hai game ngắn Ray 4 thì cửa dưới sẽ có nhiều cái sự đột phá hay là nhiều cái sự bật tôm các thứ thì nó dễ hơn. Nhưng mà một trận đấu Ray dài này thì mình thấy nó sẽ thế nào nhỉ? Nó đúng ý nghĩa hơn. Giống với cái nguyên bản của Bia ngày trước hơn. Thì mình cảm thấy nó sẽ là hay hơn.
Đúng rồi, chung kết của giải đấu này sẽ là trạm 13 nhé các bạn nhé. Như một giải đấu kiểu Metro mà chúng ta thường thấy. Rồi, một con B9 cuối cùng để Nguyễn Khánh Hòa rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Tốt. Khánh Hoàng, Nguyễn Khánh Hoàng cũng trẻ mà các bạn. Khánh Hoàng đâu đấy loanh quanh năm nay mới có 40 tuổi. Anh ấy là người sinh năm 1983. Mạnh tay này mình nhớ CM 94. Ngồi với cả bia bây giờ cứ đánh đồng hết đi. Cứ chấp chủng làm gì. Đánh này người xem cũng thích, người tham gia cũng thích. Những cái người mà ở cửa dưới người ta giao lưu, à, người ta đánh những cái giải này thì xác định tinh thần luôn là giao lưu. Còn nếu mà chọn những cái giải đấu có chấp thì cái mục tiêu sẽ được đẩy lên cao hơn là vô địch hay vào sâu vân vân, kiếm tiền thưởng. À, một cục kéo hai băng và không biết là có vừa lực ra được bốn lỗ giữa hay không. Khó đấy. Khó thật các bạn ạ. Vâng, Mạnh Te này đá bóng rất là nổi tiếng nha. Có hẳn biệt danh luôn đó, Mạnh Ferrari với cái tốc độ của bạn ấy. Bạn ấy chạy đến cả sợi dây chằng cuối cùng luôn. Và bạn ấy đã gặp chấn thương dây chằng. Không biết là giờ đã chữa trị khỏi chưa. Nào, con này thích thì ghép 9 cũng được. Theo tôi ghép 9 đi cho nó nhanh. Rồi, như vậy là quyết định là điều 7 đường riêng. Chào tất cả anh em. Fanpage của Mạnh Tay Pilat cũng đang vào và cổ vũ cho đại diện của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, và 4-2. Tận dụng rất tốt cái cơ hội khi mà anh Nguyễn Khánh Hoàng chết cái. Con đấy của anh Hoàng thì cái má nó bị khó mất rồi. Cái góc vào con bi số 3 từ con bi cái là hơi mỏng. Nếu mà lấy được cái má nó dày hơn chút thì tôi tin là sẽ kéo về hai băng và ra được con bi số 4 lỗ giữa.
Như vậy là chúng ta biết được là bạn Mạnh này rất nhiều tài lẻ. Từ đá bóng này, từ bia này, rồi đến cả hát karaoke nữa. Vâng, mình xin nhắc lại, nếu như các bạn có nhu cầu biết thêm thông tin về giải đấu, về những cặp đấu, thì các bạn hãy vào fanpage của Lão Mõ trên Facebook và chat một cái dòng tin nhắn nào đấy. Các bạn nhắn tin cho fanpage thì các bạn sẽ nhận được một cái hộp thư trả lời tự động, và đó sẽ là link các trận đấu của giải đấu này, từ kết quả, từ lịch sắp tới, sắp diễn ra như thế nào. Rồi, cởi được nguyên cái hình bi này rồi. Tình huống này để từ 4 ra 5 thì có thể lấy má trong cho con bi số 4, hoặc nếu không thì trô về và lấy cái góc vách đi, để sau đó đánh từ 1 đến 2 băng ra nhìn được con bi số 5. Vâng, mạnh tay cũng rất cẩn thận ra nhìn lại toàn bộ cái ván bàn này. Vâng, như vậy là quyết định lấy má. Rồi, con này vẫn nhấn một cái ra được. Như vậy là quyết định lấy má trong. Một cái má khá nặng nhưng mà vẫn hoàn toàn là ổn. Tuyệt vời cho mạnh tay rồi. Chung kết mà gọi tên mạnh tay thì vẫn còn phải xét. Anh em nhé, chung kết mà muốn gọi được tên mạnh tay thì vẫn còn phải xét nhiều thứ lắm. Biết là anh em cổ vũ cho mạnh tay rồi. Giật hai. Rồi, con này hơi với một tí với chiều cao, chắc là hơi với một tí, không biết là có với tới không. Ui rồi, như vậy là vẫn hoàn toàn là ổn. Thế này chắc chắn là 5-4 rồi, chỉ có mạnh tay bị tay cậy thôi. Một cú đứng bi. Năm hai, không nói nhiều. Rồi, một cú phá không được tốt như bình thường nữa rồi. Còn nguyên cả có 9 con bi mục tiêu trên bàn và con bi số 1 nằm ở ngay trước đầu con bi. Con bi số 1 nằm ở ngay trước đầu con bi số 2. Đúng rồi, mạnh tay, người như mạnh tay phải gọi là người có năng khiếu chơi thể thao. Mạnh tay là tay cơ sinh năm 1994. Cái hình bi này rất mở cho anh Hoàng rồi. Con này chắc là đứng bi một cái thôi. Chứ chắc là cũng khó có phương án nào khác. Và bây giờ để xem là một cú kéo hai băng.
Một cú kéo hai băng phải cực kỳ chi tiết thì mới ra được thẳng tắp con bi số 5 và để đẹp để điều ra được con bi số 6, hoặc là bét ra thì cũng phải lấy được má dưới cho bi số 5. Thì sẽ là nhàn thân nhất. Ui. Vâng, anh Hoàng đi một con đường mà không thể tin nổi. Anh Hoàng cũng đã phải giơ tay về phía của Mạnh Tê. Cái cú điều bi vừa rồi của anh Hoàng thì chắc chắn rồi, không thể nào nằm trong dự tính của anh ấy được. Anh ấy muốn kéo hai băng và lần chạm thứ hai vào băng nó sẽ ở phía gần màn ảnh của chúng ta cơ. Nhưng mà cuối cùng nó lại ở phía dưới con năm, phía xa màn ảnh. Rồi, con này thì cứ trô bám băng về và trực tiếp ra con bi số 7 vào lỗ góc bên tay phải thôi. Hết rồi, 3 năm. Nhưng mà tuy nhiên thì Nguyễn Khánh Hoàng hiện giờ đang có một cái cú phá bi nó không tốt. Nguyễn Khánh Hoàng thời điểm hiện tại đang có những cái cú phá bi nó không tốt. Thế cho nên là tôi nghĩ là vẫn sẽ có cơ hội cho Mạnh Tay. Tốt rồi, 3 năm. Tuyệt vời. Trận khuất Hoàng Minh thì anh em chỉ có thể cập nhật tỷ số thôi anh em ạ. Vâng, như đã nói thì vâng, và rất nhiều cú phá bi của anh Nguyễn Khánh Hoàng nó bị rơi con bi số 1 về cái vị trí như thời điểm nó đang đứng nha. Rất nhiều cú rồi. Con bi số 5 này không biết là có khuôn đét với con bi số 6 không. Không khuôn lắm. Bi số 5 đường bi số 5 vào lỗ giữa nó khá rộng. Cú điều bi từ 2 ra 4 phải nói là lú luôn. Ơ, bi chín yêu ấy. Kinh 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 kinh. Chịu chết rồi.
Còn tật. Chịu rồi. Rồi, quay trở lại cú phá bi tốt rồi. Này thì lại. Thế này thì anh Hoàng cứ ngồi thêm một tí nữa cho nó ấm ghế đã. Đấy, phá thế này thì đỡ đi. Lấy má gì đây? Cái má này là má gì đây anh em? À, má đánh hai băng thoát tay ra còn bị số 5. Cho nó tự tin. Tốt quá. Hay. Thi đấu phải nói là cực kỳ bản lĩnh, cực kỳ tự tin đến từ Nguyễn Đình Mạnh. Rồi, con này thì sống chết cũng phải nhấn một cú trô về thôi các bạn ạ. Tôi nghĩ là đẩy cú lê ở đây tình huống này nó sẽ hơi mệt. Rồi, trô về đi. Chắc là không va đầu 8 đâu, mà va đầu 8 kiểu gì cũng ra đẹp. Rồi. Thậm chí là còn như thế này luôn, suýt va đầu 8. Ba con bi trước khi tỷ số là 7-3. Thậm chí là cái má nó hơi méo một chút thế này cũng vẫn cứ là đẹp. Nó là đẹp nhất. Bảy ba. Này thì và hay quá các bạn ạ.
Mặc dù là không kiểm soát được con bi chủ ở khu vực giữa bàn thôi, nhưng mà phá quả nào là cũng đều có bi ăn cả. Không những là ván này đâu mà bạn ấy còn có thể duy trì cái sự ổn định trong xuyên suốt cả một cái quá trình giải đấu nữa, thực sự là cực kỳ đáng khen. Hình như có bi số 2 nó vẫn khó rồi. Cái đường ăn con bi số 2 này tôi cảm nhận là cái góc da của nó dựng lên nó sẽ bị va vào con 8. Và sau đó thì bi cái nó sẽ chết vào lỗ góc bên tay phải gần màn ảnh của các bạn. Hay. À không, không hay. Như vậy là đùi rúi rụi đến từ anh Nguyễn Khánh Hoàng sau cú đánh con bi số 2 rồi. Rồi, vậy là thậm chí không chạm với con bi số 4. Quyền đặt bi sẽ ở trong tay, một cơ hội rất lớn để mạnh tay đến với điểm hưu của trận đấu này. Chạm 4 rồi, chạm 4 rồi. Chạm 4 rồi, chạm 4 rồi anh em nhé. Rồi, và đây sẽ là một cú A2 băng để móc con bi số 4 qua khe 59. À, thế cũng được. Không, tình huống vừa rồi thì trọng tài ngồi ngay cận cái khu vực thi đấu, cho nên là trọng tài nhìn rất rõ và đưa ra quyết định, thì mình tin rằng nó là chính xác mà thôi. Thủ bi này trông có vẻ hơi chán rồi. Mạnh tay thậm chí còn ra soi đường con bi số 4 vào lỗ góc luôn, chắc là con này còn nguyên rồi. Rồi, như vậy một cú dư mỏng ra đạn. Dễ hiểu trong cái tình huống mà nó không có đường. Rồi, chắc chắn là không hay rồi. Vẫn có cái đường gạt mỏng vào con bi số 4 này cho mạnh tay, và con bi cái nó sẽ chạy 2 đến 3 băng để quay trở về đúng cái vị trí như bây giờ đang đứng. Rồi, và bây giờ sẽ là những cái tình huống liên tiếp là như vậy nhé các bạn nhé. Liên tiếp là những cái tình huống thủ bi từ cả hai người. Con này thì hơi khó nhảy. À không, con này nhảy cũng được, nhưng mà thôi, à băng đi.
Con này về năm tôi cảm nhận là khó nha. Con này về năm tôi cảm nhận là khó nha. Cũng khó mà khả năng là đánh trúng được con bốn này thì lỗi rồi. Ở tình huống ở đây có lẽ sẽ là đánh từ bi số 5 ra bi số 6 mà thôi. Chọn được cái má như thế nào để ra được con bi số 7. Như vậy là liều có bị số 6 vào lỗ giữa. Chưa hiểu lắm các bạn ạ. Không biết là con này nhấn trô về rằng một băng và 1 đến 2 băng để ra con bi 7 lỗ góc được không hay là đúng không? Lại tiếp tục là khó, hoàn toàn có đường ăn mỏng con bi số 7 này vào lỗ góc được. Đấy, những cái trận đấu, những cái ván đấu các bạn cứ phải đi sửa hình như này, nó cực kỳ là mệt, nó cực kỳ là bào sức. Nếu mà thắng thì mệt một, mà nếu mà thua những cái ván đấu mà cứ phải đi sửa kiểu này thì phải mệt x10. Và tiếp tục là một con bi 8 mỏng nữa. Mạnh tay vừa rồi có một cái ánh mắt gì đấy. Ui. Đấy, tình huống vừa rồi mà có 8 lắc lỗ xem, rồi mạnh tay ăn được cái ván vừa rồi thì anh Nguyễn Khánh Hoàng chắc là buồn luôn. Và bây giờ sẽ là 4-7 dành cho đại diện đến từ Vũng Tàu. Tốt. Bài đấy.
cả thùng nước này kia không thích uống. Rồi chúng ta cùng quay trở lại với giải đấu, với trận đấu này. Đây rồi, mãi thì cầu thủ Khánh Hòa mới có một cú phá bi ăn được con bi mục tiêu số 1 vào lỗ giữa. Đường con bi số 2 là rất xa. Con bi chủ có lẽ còn phải ép một băng ra để điều con bi số 3 vào lỗ góc bên tay phải nữa. Ơ, có ăn không nhỉ? Rồi luôn. Rồi đường con bi số 3 to lắm. Không phải nghĩ. Thế là trận đấu này chắc là sắp xong rồi đấy. Đen gì hả anh em? Phá như thế, ra hình như thế, đánh trượt con bi số 2. Không biết là các bạn có nhớ cái trận đấu của Unbeat Ocean cùng với cả Câu Binh Trung vào đợt Hà Nội Open được không? Thì khi mà vào cái ván quyết định á, thì Câu Binh Trung cũng có một cái con bi đường xa y như vừa rồi, cũng là con bi số 2 luôn. Một con bi mà Câu Binh Trung hơi cò tay một tí và phải đục để trô về được con bi tiếp theo. Thì Câu Binh Trung thực hiện trượt và thua luôn cái trận đấu đó. Đó là cái việc mà quyết định và thực hiện để xem có làm được hay không thôi. Tôi không cảm nhận cái cú đánh đấy nó đen gì cả. Tình huống đó làm được là thắng rồi, chẳng qua là không làm được thôi. Rồi, mạnh tay. Mạnh tay tiến rất gần với điểm hưu của trận đấu này. Thank you.
Rồi, vậy có lẽ là Mạnh Tay muốn rút hai băng về. Những cái con bi này nó rất dễ tai nạn. Biết ngay mà. Con này thì nhảy thôi chứ còn gì nữa. Con này thì có mà chạy lên cuộn. Hay. Tình huống đánh rất đẳng cấp đến từ Nguyễn Đình Mạnh. Rồi, con này thì trời ơi Mạnh Tay lại ra ngắm má con bi này. Tôi là tôi thích cái phương án là đánh cho bi cái chạy hai băng. Và sau đó con bi cái nấp đằng sau con bi 9, con bi 8 chìm vào cái băng ngắn phía xa kia. Ôi hay quá. Không sao. Ồ, như vậy là con bi 8 vừa rồi nó nổi ra khá xa với cái thành băng. Rồi con bi 9 này chém ngược một tí thôi, nhưng mà với cái trạng thái như bây giờ thì tôi tin là Mạnh Tay có thể làm được. Tốt. 8-4. Hơi vất vả một tí nhưng mà kết quả thì vẫn là như ý. Đây, đây là gương mặt của anh Nguyễn Khánh Hoàng. Rất buồn. Rồi. Rồi luôn. À, nhưng mà chắc là vẫn đỏ đấy. Rồi vậy còn nguyên đường ra bi số 2 này. Một cú cân và đường tự nhiên ra bi số 3 cũng là ổn. Chỉ bị cái là hơi có tay chút xíu thôi. Không làm nổi nữa rồi các bạn ạ. À. Đến cái thời điểm này không làm nổi nữa rồi. Rồi, chắc cú này chắc chỉ muốn cần đè ngang sang thôi là được rồi. Rồi, tốt. Đúng là ý tưởng luôn. Chỉ cần ăn được con 2 và đè ngang sang thôi. Quay về nhìn thấy được mặt con 3 đã là xuất sắc lắm rồi.
Ôi, con này kéo cái về giữa bàn rồi sau đó đánh hai băng ra bi số 7 cũng được. Mất gì đâu, liên tiếp sẽ là những tình huống kiểm soát bi chủ ở khu vực giữa bàn mà thôi. Rồi, 5-8. Được rồi. Trời ơi, nhưng mà hai vẫn chưa có đường. Ô, nhưng mà con này rút về Karum vào 9. Được ấy chứ. Được ấy chứ, chưa kể là cái đường đấy có vẻ nó còn cân được cả con bi số 2 nữa. Đây. Con này trông khá ok mà. Kéo vào 2 rồi Karum vào 9. Rồi, vậy quyết định thủ luôn. Một chút va chạm với con bi số 5. Và bây giờ thì nhảy thôi. Rồi, con bi số 2 này với má mỏng. Có lẽ vẫn là khó thôi. Ồ, chắc là chạy ở sau 4 rồi. Rồi, về đuôi. Hay quá. Rồi. Và lại đen. Con này thậm chí hình như còn không A được một băng cơ. Đúng rồi, anh đang ngồi bên tay trái màn ảnh là anh Hoàng Vũng Tàu. Còn người mà đang thực hiện lượn cờ ở đây là cơ thủ Nguyễn Đình Mạnh hay còn gọi là Mạnh Te. Ồ, như vậy là vẫn còn đường A một bằng và gót tốt đây này. Hay. Hay quá.
Cái tình huống A1 băng và căn lực phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Con bi cái sau va chạm với con bi số 3 thì nó đứng khựng ở cái vị trí đó. Rồi, hợp lệ. Đỏ. Phải nói thực sự là quá đỏ cho đỉnh vậy. Bây giờ chúng ta xem cú nhảy bi của Nguyễn Khánh Hoàng. Được rồi, thế này là thua được rồi. Mạnh tay hôm nay chơi rất là tốt với những cái cú phá bi của mình. Anh đi được 2 chấm thông. Rồi tận dụng được một vài tình huống mà đối thủ để lại nữa. Chết rồi, đến cái đoạn này mà con điêu ra được con bi này chịu rồi. Có khi nào mà điêu bi ăn một con không anh em? Rồi. Hú hồn. Rồi, và một con bi số 7 là bi số 9 bằng cách là 3 băng. Rồi, kết thúc trận đấu rồi, xong. Thắng rồi. 9 năm dành cho Nguyễn Đình Mạnh ở trận thi đấu này. Ui dồi ôi, các bạn ơi, các bạn cứ trêu đùa anh Hoàng Vũ Tàu làm gì? Vâng. Thì chúc mừng Nguyễn Đình Mạnh đã ghi tên mình vào vòng 32 người và xin chia buồn với Nguyễn Khánh Hoàng khi mà anh đã chính thức rời giải đấu sau cú chốt bi số 9 vừa rồi. Thưa quý vị khán giả thân mến, phần phát sóng trực tiếp giải đấu Thái Tuấn Pool Open 2023 xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 3 giờ.